giờ mỗi lần em nhìn thấy cái tờ giấy lộn này là tức ói máu à. Ê, tờ giấy bay rồi kìa Minh. Thì lượm lại đi. Ê Minh, nó bay rồi kìa. Ê, lượm lại đi. Ê, nó là hy vọng cuối cùng của mình đó. Nè, đừng bay mà. Nhanh lên Minh, nhanh lên. Nè, đừng. May quá, tờ giấy còn ở đây nè Minh. Cất vô đi Minh. Nè, ai đang ngoài đó vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai? Ai đó? Mình ơi, không có ai trong này mà lại nghe có tiếng nói. Hay là ở trong đây có ma quỷ? Nè, nó bậy không à? Nè, hai vợ chồng kia, nghe ta giải thích đây. Ta chính là thần tiên giáng thế, là phúc thần, chỉ mang những điều tốt lành đến cho mọi người mà thôi. Mình à, nghe những điều ông nói cũng hiền từ lắm đó Mình. Chưa gặp, chưa có tin được đâu. Được rồi, các ngươi có nhìn thấy cái bình hồ lô đang trước mặt các ngươi không? Ông ở đâu? Tôi đâu có thấy ai đâu. Ông ở đâu? Trời ơi, ta đang nằm trong cái bình hồ lô. Nhìn thấy hồ lô là ta đó. Lấy cái hồ lô lên nơi cao ráo nhất cho ta. Tại sao tụi tôi phải làm theo lời ông? Mình à, hay mình cứ cầm hồ lô xem sao. Mình à, cẩn thận với những kẻ giấu mặt, hay xúi bậy lắm. Nè, ả kia, dám nghi ngờ thần tiên sao? Mau để bình hồ lô lên cao cho ta. Cái gì? Nè, mình à. Ôi,